Tớ hỏi câu chuyện đường với cậu, cậu chia tờ này à? Dạ, câu chuyện. Tớ hỏi cậu ông xã uống rượu không? Có, cháu bảo nhớ cháu rượu uống khỏe mẹ. Rượu uống khỏe? Vâng. Thế thì cậu, tớ đọc được cái câu thơ rằng là người ta bảo rằng lấy chồng uống rượu sướng sao? Thì cậu có thể thấy sướng như nào, cậu có thể tả cho tớ nghe thôi. Sướng đến lúc nó say là bò bê ra cả đường ấy, sướng, à. Đấy là sướng lắm rồi đấy bác ạ, lát là sướng. Như nào kể, kể cho nó bò bê. Nói chung là đã say rồi thì chẳng còn cái gì là biết hay, biết xấu hổ gì, chán lắm. Cái người say thì chán lắm. Tức là nó cứ bò bê ra ngoài đường. Tại vì tớ nghe cái câu thơ tớ thì không uống rượu. Thế thì bác, thế thì... Rượu không nè. Chè không này, thuốc không này, bia không này. Bác gái mà lấy được bác trai thế thì tuyệt vời đấy. À, thế cậu bỏ cái tên là cậu trông có đẹp gái không mà lại cậu lấy phải ông chồng này lại như cháu thế. Xấu thì mới phải lấy phải chồng thế thì... À, về uống rượu kinh đấy mà. Vâng. Mỗi ngày có một lít không? Chả uống được một lít đâu mà nó kiểu nó yếu, nó lát rượu, à. Uống được một ít thì nó cũng say à. À, một ít cũng say. Vâng. Thế sao nó bò, cậu thì kể lại rồi. Đôi lúc lát nó say thì nhiều lúc cũng không biết đường về như cả nhà. Ừ. Thế thì nó ngủ thì thế nào? Tôi hỏi thật, tôi không biết, tôi hỏi thật. Ngủ thì nó say rượu, nó cứ ly bì đi chứ làm gì hả chú? Thế thì lúc làm việc thì nó thế nào? Ôi trời ơi, chú nó hỏi. À, không. Chán. Là vì tớ nghe cái câu thơ tớ cũng phải giật mình. Ừ. Không chả. Nhà cháu nói là bảo nói chuyện lại bảo là từ đấy nhà cháu uống rượu vào nó cũng chả thích ngủ với vợ thật đấy cháu. Thích à? Rượu không, vào. Không, tớ thấy nó có cái câu thơ nó lại khác với người ta. Rượu vào chú bảo là lúc nào say lỗ hết từ ngoài. Rượu vào say lỗ hết cả người. Bò cái là đường đúng không? Bò cái là đường, chả mong chú đó. Thế nhưng mà cậu hình thức cậu cai cho vị thì cậu cai bằng cái nào? Cai thì lao được chú. Không cai. Tớ tưởng cứ càng mua cho uống nhiều vào, rang thịt thật ngon vào, mồi thật tốt vào thì lại càng uống nhiều vào. Ôi, nào là cũng uống mồi, toàn uống vặt, uống vãnh, uống linh tinh, và uống kiểu nghiện nữa, cái toàn mua quán, kiểu uống ngầm, uống trộm ở đâu. Ở nhà nó cứ gì. Thế kiếm được tiền về, nó có góp phần với vợ nuôi con. À, cũng nói chung là tháng nào mà kiếm được quý ăn quán ít thì cũng được đôi triệu mà nó chưa ăn hết thì cũng chả. Thế ví dụ đi mà gặp được một cái chuyến hàng nặng gọi hiện về với chồng bảo là anh đi hỗ trợ em, nó có đi không? Không ạ. Thôi, thật đấy đùa. Thật một bác là nó hay say rượu thế không dám để cho nó đi ra đường nguy hiểm lắm. Thật đấy, nói thật đấy. Đây cho nói thật sự đi nó phải không rượu không chè gì như bác ấy đi. Thôi rồi đi rồi bác ạ, bác ở chuẩn bị ăn cơm với em mà nấu chín rồi đấy. Không, tớ hỏi thật, hỏi trò chuyện năm cũ nó chuẩn bị qua đi rồi thì là hỏi chuyện cho nó toát hết cái ức ấm ức đi, trời ra. Vâng. Chán lắm cháu, thôi là cuộc đời của cháu khổ lắm. À. Nói chuyện là. Tớ lại cứ nghe câu đấy, tớ chưa tìm được ông nào uống rượu, phải hỏi bà vợ mới phát hiện được những chồng lấy chồng uống rượu nó như thế nào. Đâm cậu vẫn chưa nói thật với tớ. Cháu A thì chẳng nói thật đấy, thay cháu không biết nhà cháu thì nói cậu thật. Chưa nói thật là cậu vừa rồi tớ hỏi cậu từ chối đấy. Tớ hỏi cậu cái chuyện kia thì nó thế nào, nó uống rượu vào nó thế nào. Thì nó cũng ngủ đi chứ nó có thế nào, cứ hỏi là đã say ly bì ngoài nó không biết cái gì nữa. Thế này cậu không ngượng, tớ lại đọc hết cái câu thơ cho cậu nghe nhé. Nhá, này, lấy chồng uống rượu sướng sao, đêm nằm nó ngủ dai rát nồng. Không, cái câu thơ đấy nó như thế thì tớ muốn hỏi có thật không? Không ạ. Không đúng rồi, câu đấy là câu sai. Thế lúc nào nhá, lúc nào đến đây nhá. Vâng. Ừ. Thế thôi, cậu hứa với tớ lần sau cậu đến cậu phải trả lời nhá. Vâng.